Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự và phát biểu có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Minh Chết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy và gần 230 đại biểu. Nhiệm kỳ 2019-2024 vừa qua, phong trào thanh niên trong tỉnh tập trung với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, các hoạt động vì người nghèo, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, hành trình đến địa chỉ đỏ, triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động nghĩa tình biên cương Tổ quốc, chương trình tháng 3 biên giới, hành trình biển đảo quê hương. Các cấp bộ đoàn đã đóng góp gần 3,5 tỷ đồng hỗ trợ thiếu nhi, nhân dân tại các tỉnh biên giới gặp khó khăn, sửa chữa hơn 50 km đường giao thông nông thôn, 65 nhà văn hóa thôn và hơn 100 km kênh mương được khơi thông, xóa bỏ 50 điểm đen rác thải. Đã có gần 3.500 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, trong đó có khoảng 450 mô hình sản xuất áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Mình đã về quê hương khởi nghiệp mô hình giặt nà, rồi sau đó mình phát triển về nước giặt. Từ đó mình đã cung cấp đi toàn quốc, gây dựng một thương hiệu của quê hương mình. Ngoài ra, ở trong địa phương mình đã giúp cho nhiều thanh niên có thêm một thu nhập, công việc ổn định tại quê hương. Trong nhiệm kỳ mới thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo nghị quyết của Đại hội lần thứ 6 của tỉnh, và chúng tôi cũng sẽ có những cái phương hướng hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và sẽ cố gắng để tăng cái nguồn vốn dư nợ ở bên ngân hàng chính sách để cho thanh niên có các cái nguồn vốn, tiếp cận được các nguồn vốn dễ dàng hơn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy, ghi nhận những kết quả mà Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn các cấp bộ hội sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành mọi phong trào, công việc trong nhiệm kỳ 2024-2029. Thanh niên là lực lượng đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng, nhiệt huyết. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và phát huy truyền thống thanh niên Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao vai trò của tổ chức hội xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập và phát triển. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải là ngôi nhà quy tụ, che chở, nuôi dưỡng những hoài bão, phát huy tiềm năng, trí tuệ và các giá trị của người trẻ và thanh niên, cần cùng với đoàn thanh niên để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có tâm, có tầm, có trí, có tài, ngăn chặn đẩy lùi các âm mưu lợi dụng để chia rẽ, gây mất đoàn kết trong xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền để thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giúp thanh niên nuôi dưỡng ước mơ hoài bão lớn và định hướng để mỗi thanh niên tiếp tục tự giác và ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, chủ động phối hợp các cấp các ngành định hướng nghề nghiệp, mở các lớp đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã tặng lãng hoa của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng đại hội, trao bảng vàng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng thanh niên Hưng Yên với nội dung đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, bản lĩnh, khát vọng phát triển. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 6 gồm 34 đại biểu, cử 11 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, đồng thời bầu đồng chí Vương Như Hoan, Phó Bí thư tỉnh đoàn, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 6, nhiệm kỳ 2024-2029.